Vâng, xin chào mừng các bác, chào mừng các bác trở lại với trang ký của xưa. Ngày nay lên rút cái cơn mạ vàng thập kỷ 70-79, size 57, chiều ngang 14,5 và giá cực kỳ tốt. Chất vào kênh bác này like sang nhiều, bác like sang nhiều em sẽ có giá tốt tốt. Đấy. Trời thế nó mới sướng, nhưng còn vâng, vì bên em mà từ xưa nay nổi tiếng về thương hiệu về kính cổ đồ cổ rồi. Vâng. Các em đi rất là nhanh nhé. Đây là size 57 này, chiều ngang 14,5 nhá. Thập kỷ 70-79 nhá. Xuất sắc nhá, truy về nguyên zin. Cái dòng này thì em bị lết nhanh thôi, vì trong quá trình là 25 năm bán kính cổ đồ cổ em giới thiệu rất nhiều, và cái dòng này thì em giao lưu rất là nhanh bởi vì là giá cực kỳ tốt. Và về giá cả hồi sau theo dõi, trước tiên đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Cái dòng này thì em đi rất nhanh bởi vì là trong quá trình là 25 năm bán kính cổ đồ cổ thì em giới thiệu rất nhiều rồi. Cái này size 57, chiều ngang 14,5 nhé, sản xuất thập kỷ 70-79 nhé, rất sắc nhé. Cái dòng này em về rất nhiều và mỗi cây là mỗi giá khác nhau nhé, chênh nhau từ vài trăm vài triệu là chuyện hết sức bình thường như cân đường uống sữa nhé. Hàng ngày bác ăn uống ở gầm cầu dưới là có chiếc AO chuyên về nguyên zin nhé, và mạ vàng sáng gương, hai cả khác một chiều 5/2 AO American Optical. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất là cẩn thận đó, kèm theo cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi thì bác rất yên tâm phần băn khoăn lăn tăn. Bên này thế nhé, đảo chiều nhau chui ve còn trắng tinh trắng muốt nhé, xuất sắc nhé. Và mạ vàng sáng gương, size 57, chiều ngang 4,5. Lưu ý nhé, cái dòng này thì em có cả size 52, em mới về size 52, chiều ngang 13,8 thì là cây đấy thì em sẽ lên sau. Trước tiên thì cây này về trước thì em lên trước. Và đấy là phải trao đổi rõ để các bác biết là nếu bác nào mà lâu lâu rồi các bác đặt em cây dây băng cây kính cơn size 52, chiều ngang 13,8 thì em không nhớ thì tiện trên video bác có xem có thể gọi điện thoại cho em thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Vâng, đây là size ngang 14,5 nhé, đây cơn size 57 của Mỹ xưa, chuẩn nào nhất sản xuất thập kỷ 1970 đến 79, chuẩn nào nhất là sản xuất tại chính Đức Mỹ nhé. Và bởi vì sao, vì ngày rất nhiều tượng bán giống hệt kính này sản xuất tại châu Á, sản xuất tại nước thứ hai thứ ba như Nhật Bản, chỗ nước khác lập mấy cái trang tên cái rất kêu như là Vintage Gate Watch, rồi là đồ cổ châu, đồ sơ châu, tổng kho châu Âu, tổng kho thế giới, tổng kho linh tinh lắm, bởi vì có nhiều bác bị dính ở những cái trang đấy thì em cũng nói luôn, vì bác đã dính bác chia sẻ lại thì em mới nói lên luôn. Thậm chí đối tượng nó bán là chỉ có một số điện thoại, không có địa chỉ, không có hình ảnh, không khuôn mặt con người thì mua bán thấy rất là rủi ro. Mua bán kính cổ đồ cổ em khuyến cáo về địa chỉ và số điện thoại phải lâu năm khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu. Một địa chỉ, một số điện thoại gắn liền trên tường, ghi bên tường 25 năm, một địa chỉ, một số điện thoại phải như bên này, tất cả kính cổ đồ cổ nó phải như thế. Nếu còn không được như thế thì không nên, rủi ro rất lớn, mập mà tôi liên quan cao bao nhá, bởi vì có nhiều bác đã bị dính bẫy và những cái dòng kính cơ này rất nhiều. Có những bác còn thắc mắc là kính cơn Malaysia, thậm chí cũng nhắn tin cho em, gọi điện cho em ngày trước ngày sau vẫn hỏi lại vấn đề này, thì em cũng trao đổi rất là lâu, rất rõ ràng từ các phiên hồ trước năm ngoái năm kia rồi, là toàn kính cơn tàu xuống năm nhái và Malaysia không có đâu, thì đấy lưu ý vấn đề đấy. Thì em cũng cái video này em nhắc lại lần nữa cho nên là em không nhắc lại nữa, bởi vì sao, bởi vì là có những bác cũng hỏi vấn đề này cũng nhiều lần thì em chia sẻ luôn, và tiền nào phải đấy, cũ thì nó ít tiền, mới thì nó cao tiền đấy, phải trao đổi. Còn bên em khi nhập một số lượng lớn về giá tốt giá rẻ thì em bán cho các bác giá tốt giá rẻ với phương châm giao lưu vui chính mua bán đôi khi thiếu đó. Vâng, cái kính là nếu mà mới cứng cóng cửa trước đây bán toàn trên 6 triệu nó phải rơi khoảng 6,3, 6,5 cơ đấy, bây giờ bán giá dưới 6 triệu vì nhập vào lô kính giá cực kỳ tốt nên là đưa giá cực kỳ rẻ luôn, là giá là 5,8-5,8 triệu, giá 5,8-5,8 triệu. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu như bên này, một địa chỉ, một số điện thoại gắn liền trên tường, ghim tường dễ nhìn, dễ tìm thấy. Và quy trình mua bán nó phải rõ ràng, chẳng hạn bên em bác nào mà chuyển khoản thì bao ship, bác là ship code thì vui lòng đặt cọc 100-200k tùy giá trị kính nhé. Lưu ý cái ship code này có thể giao hàng thu tiền đấy, thì các bác nên đặt cọc 100-200, tuyệt đối không đặt cọc số tiền lớn. Đặt cọc số tiền lớn có thể một vài triệu thì là sẽ bị mất đứt cước, nó lợn mất, nó ngược mất, bởi vì rất nhiều anh em đã bị dính trong chiêu thức như thế đấy, vì đối tượng nó không có địa chỉ, và địa chỉ thì mập mờ, địa chỉ mê nhà mê, địa chỉ chỗ khuất khó nhìn khó tìm. Mua bán nếu mà hỏi địa chỉ, bắt đầu nhắn tin địa chỉ, inbox địa chỉ, nhắn tin qua Zalo đặt hàng qua Zalo, quá rủi ro, quá mập mờ amateur liên quan cao nhà. Bởi có những bác đã bị dính bẫy, bác chia sẻ lại thôi, em tiện video nói thì em nói luôn để làm sao các bác nắm bắt được chứ không bị rơi bẫy những đối tượng xấu như thế. Đấy, cái kính này có giá 5,8-5,8 triệu, xuất sắc nhé, cái này thì ok lắm này. Và con này size 57 nhé, lưu ý nước dòng size 57 là cái size rất là hiếm nhé. Và bán có giá giao lưu 5,8 triệu trong tình trạng mới cứng nhé. Và con này xuất sắc này, không có điểm trừ rồi. Mỗi cây nó mỗi giá khác nhau, tùy theo độ mới đẹp, giá 5,8 triệu. Vâng, các bác lưu ý về kính của đồ cổ nên chọn trai, am hiểu về kính của đồ cổ tuyệt đối nên chọn con gái, bởi gái thuê bán phần trăm vài vài tháng vài năm
giỏi lắm vài năm, sau đó là chuyển hệ khác, diện với mình cũ, rồi thay địa, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Rất nhiều, đừng nhìn vào cái sim số, có thể là sim số nó hay mua cái sim số rất là đẹp, buôn bán 23638 39 tứ năm tứ tám và rất nhiều thứ quý khác, đúng không? Những cái địa chỉ của nó chẳng hạn như là ngõ Lăn Băng, Hồ Bãi Cát, rồi là Ô Đông Mác, rồi là xung quanh Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, rồi Hồ Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Cầu Giấy. Thì bây giờ các bác mua cái chỗ bán mà ví dụ nó hẹn nửa đường, rồi anh ở đâu mang qua xe mừng, đấy là chiêu thức. Hoặc có những đối tượng bảo chứ mua bán kho với mình vẫn thể ship, như thế là quá rủi ro rồi. Đấy, rất nhiều bác đã bị dính trong chiêu thức này, em trên video em nói luôn. Kính tất cả kính vào đồ cổ, phải chọn địa chỉ số điện thoại lâu năm, hình ảnh khuôn mặt con người rõ, phải giọng nói tròn vành rõ tiếng mới đảm bảo phân thân pháp lý được chị ạ. Và bên em bác nào để mà mua thời gian bán hàng bên em cũng cực kỳ thoải mái, rất là hay ở chỗ là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, mà tất cả ngày tuần không nghỉ một ngày nào kể cả ngày lễ, với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng nhân lực xuất quá thì em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa thôi. Bác điện thoại trước là em mới kết đoán từ xa tại ngõ 390 được trải trình, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ đồ cổ. Đấy là một trong những giá trị lớn nhất của mua sắm đồ cổ xưa lâu năm, thương hiệu 25 năm, một địa chỉ, một số điện thoại. Đấy, mua bán kính của đồ cổ đấy là em cũng chia sẻ rất là nhanh thôi. Bây giờ em đi sang cái mã số 02. Thật ra mã số 02 đây thì nên là cái bộ COVID lục lăng thôi. COVID đa năng thì bao gồm nó cả COVID lục lăng, rồi là COVID bốn cạnh, ba COVID bốn cạnh và COVID hai cạnh nhé. Vâng, đấy có đầy đủ hết nhé. Bộ này thì em bán giao link với giá là 300, mình gọi là 300k. Thì bộ này em cũng chia sẻ rất nhiều cái video khác rồi. Bộ Tovit đa năng này nó hữu ích ở cái chỗ là các bác thể vặn mở cái ốc hai cạnh, rồi ốc bốn cạnh, rồi ốc lục lăng, đấy ốc sáu cạnh đấy. Thì ốc sáu cạnh nó có thể là ví dụ nó có những cái máy ảnh hoặc là tivi, đầu dàn loa các thứ, thì các bác có thể lâu ngày bác mở tháo ra vệ sinh rồi sấy đi thì nó không bị ẩm đó. Thì cái bộ Tovit này nó rất là rẻ, nó chỉ có 300.000 thôi, 300k thôi. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ nhé, không lấy vào đời, bởi vì là những cái gì mà công tác nước ngoài em nắm bắt được thì em cũng chia sẻ lại để làm sao các bác có cái kinh nghiệm không mắc bẫy được đối tượng xấu. Không chỉ riêng kính cổ đồ cổ, ngay cả những cái bộ như là trá hình như điện thoại nhà máy cao cấp đa cấp, các sàn vàng forex chứng khoán, rồi điện thoại mạo danh, đặc biệt điện thoại mạo danh thì em lên rất nhiều rồi, rất nhiều cái mặt trái xã hội em cũng nói rất là thẳng thắn luôn, không ngại va chạm đâu ạ. Bởi vì ngay cả những ngay cả bạn em cách đây khoảng em nhớ là cách đây khoảng 1-2 tháng đi ăn ở cái quán hải sản ngõ 12 Đô Trúc La Cà quán, quán hải sản gì canh thịt mấy cà chua trong menu ghi 100, lúc đứng dậy nó ghi nó thành phiếu thanh toán là 200.000, rồi là một cái đĩa gì nữa, đĩa con trùng trục cái đĩa gì em chả biết, là trong menu ghi 200, lúc dậy thanh toán là 380. Đấy là cái kiểu chặt chém giá đấy, là các bác cũng lưu ý là ăn những quán hải sản phải hết sức chú ý. Đấy mà bạn em cũng là Hà Nội, cùng Hà Nội với nhau đấy. Đấy mà cái bộ quán hải sản La Cà quán ở ngõ 12 Đô Trúc nó còn chặt chém như thế. Đấy là các bác lưu ý. Bên em vẫn nổ thẳng nổ thật, trên thưởng không ngại trạng, phải cả thích gọi điện nhấc máy sau 24 giờ ngay. Không có, bởi vì sao? Bởi vì những cái thành phần mà kiểu mà chặt chém nó cũng đấy là cùng Hà Nội với nhau đấy. Còn nếu mà một số người ở các tỉnh xa đến ăn uống quán hải sản như thế chắc là nó còn chặt chém kinh hơn nữa, hoặc là đặc biệt là những người trong Sài Gòn miền Nam ra ngoài Bắc. Vì em có anh em ở trong miền Nam Sài Gòn, khi ra ngoài ăn uống thế thôi, cũng đứng nhận thanh toán cứ chặt chém người ta toàn gấp đôi gấp ba đấy, và em cũng cho lên sóng luôn, không có ngại va chạm gì cả, nổ thẳng nổ thật xuyên thủng ngay. Riêng kể cả cắn quán La Cà quán 12 Đô Trúc thích gọi điện nhấc máy sau 24 giờ, bởi vì làm ăn quá bô láo cái gì tính người ta tiền mức đúng độ thế. Một cái canh cà chua thịt trong menu ghi 100, đến lúc xong người ta ăn xong mình tính người ta 200.000, rồi có đĩa cái con trùng trục trong menu ghi 200 xong tính người ta 380, thế ai mà chịu được. Đấy được bạn em, chứ còn nếu thực sự là em nổ thẳng xuyên thủng ngay, thích tay trái tay phải luôn được luôn, bởi vì nó là một cái hình thức nó là rất là chặt chém, rất là amateur. Trong cái menu thì ghi thế, đến khi mà ấy là xong đấy. Nên là các bác lưu ý, em không phải vấn đề này em lên sóng đâu, tất cả vấn đề kể cả cái bộ như là thẩm mỹ viện spa cũng thế, khuyến mại gì tắm trắng tẩy trắng xong là cứ điêu người ta là cái tiền thuốc này hết 45 triệu, tiền thuốc này 100 triệu, nhiều người cũng bị dính thế. Rồi cái bộ du lịch cũng thế, bộ du lịch ví dụ bảo khuyến mại giảm giá, coi như là khuyến mại miễn phí đi du lịch 2 đêm 3 ngày resort nọ resort kia, xong đến nơi thì nó bảo là chỉ miễn phí đi nghỉ ở cho quý vị hè thôi, còn nghỉ hè ở cái sân này của cái resort là thôi, còn nếu vào trong phòng tầng nghỉ kia phải là 4-5 triệu, mới cả một 4-5 triệu coi như là một ngày cho một cái phòng con, còn ví dụ phòng to là 10-20 triệu.
đấy là lừa đảo rất lưu manh đấy, những công ty du lịch đấy, ngay cả những công thẩm mỹ viện spa ở Yên Lãng cách đây 3 năm, cái vụ đấy em vừa kể các bác ấy, coi như là miễn phí tẩy trắng, là làm trắng làn da, đến nơi thì mấy mấy người về sau lên tivi đấy, xong rồi lấy rồi đến nó mà để thẻ định danh ở tại cái quầy, xong đầu nó đến khi ra về bảo là cho xin ý kiến là mà chữ đấy, ý kiến xong là ký vào đây là dịch vụ tốt, xong cuối cùng nó lồng ghép cái chữ ký đấy vào một cái biên bản, là một cái văn văn bản giấy tờ, là văn bản giấy tờ giấy vay tiền của ngân hàng đấy, rất mất dạy trong cái bộ thẩm mỹ viện spa đấy ở phố Yên Lãng đấy. Các bác hết sức cảnh giác, dặn anh em con cháu người nhà là đi thẩm mỹ viện spa và hết sức chú ý, không là sẽ rơi bẫy đấy. Bên em một thằng nó thật luôn, bởi vì là những cái gì anh em bạn bè mà ai bị gì đấy là em cũng nói nổ thẳng để em chia sẻ lên, làm sao để các bác không may anh em người nhà có gặp những cái trường hợp như thế mình biết cách ứng phó, chứ không phải là mình nghe thì miễn phí quảng cáo, miễn phí giảm giá là du lịch với cả spa miễn phí hết rồi là cứ lao vào mà nó đứt cước đấy đấy. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn các dành thời gian xem video, bác nào mà chưa kênh nút đăng ký kênh mà phải không video mới được có chuông, các bác thể like share nhiều. Vâng, rất cảm ơn, xin chào tất cả.